chụp hang mai nha cả nhà ơi. Đây là mới bắt đầu thôi. Cái đường xấu tí. Xe cha, xe gì tươi nhỉ? Ôi chị tươi chưa lên luôn. Hello chị. Giới thiệu. Con đường này mới vừa đi để đó. Ai lên chùa cho mình lên. Lên được tới chùa đâu. Bây giờ còn một đoạn đường nữa chúng ta mới lên được tới chùa. Là để lên được tới chùa, một là đi xe máy, hai là đi xe máy cày. Hôm nay chúng ta sẽ đi xe máy cày. Chuẩn bị đi chạy 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 lẽ đầu là đi xe máy, là hôm đó là trời mưa rất là lớn, đường mục rất là dơ. Nhưng mà năm nay là quyết định cái dịp lên lại thì sẽ là đi xe máy cày để trải nghiệm. Lần thứ hai đi rồi mày là đầu tiên xe máy cày. Lần đầu tiên đi xe máy nhưng mà đi cũng nguy hiểm lắm. Cái đoạn đường lên dốc cao, từ là cao xong rồi xuống nó rất là chắc luôn. Hôm bữa đi xe máy là trải nghiệm nó rất là rõ ràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khói âm tù. Rồi tới chưa? Chưa nha. Ok rồi, lên chân luôn á. Đúng có chân một ta. Ủa, gì vậy trời? Làm bao nhiêu dốc mới tới? Thế nào ông lấy xe hơi chạy lên đường, ông đi chùa ông mới chạy lên. Xe hơi là của chùa. Chạy lên nhiều quá đâu có chỗ nào. Không có tàu, không có tàu. Đâu. Chứ là ông xe máy chạy, đừng quay đầu. Xuống nữa mới khổ. Xuống hả? Áp lực quá, áp lực cuộc sống quá. Trời ơi, cái chân trời. Hết ghê hết số bác tài ơi. Chào cái đi mọi người ơi. Cuộc hành trình hơi gian nan nhưng mà vui cả nhà. Bởi vì hôm nay là đi hát cúng dường ra chùa. Tại em lại cúng mà sao vậy? Nhìn miệng trong sao vậy? Cả nhà nếu như mà muốn trải nghiệm đến chùa Hang Mai thì em nghĩ là cả nhà nên đi ban ngày thì sẽ là an toàn hơn nha. Chuẩn bị nha, lên nhất nha. Cơm đâu cháu? 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 Cơm đâu cháu
Được. Cô té nha nha. Đưa đưa ba dẫn con đó, giống việc đi yếu rồi dễ té lắm. Dạ. Ngồi kéo qua kéo lại, đứt cái dây đồng hồ cô mà hên cô lụm được cái đồng hồ. Đồng hồ cô mới mua luôn á. Dạ. Mà tự nhiên không hay được. Cái vô cá đâu biết đâu có sao đâu được bình thường á. Dẫn son nha, cẩn thận nha, tay chân quá trời, tay chân cái chân nó rung luôn á. Sao chị trải nghiệm sao? Đây là chị trải nghiệm lần hai rồi. Bình thường dữ chưa? Đúng như cái lần lần hai là mình đỡ, mình biết trước mà mình đỡ sốc hơn. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngôi sao ca nhạc Quỳnh Trang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, con là Quỳnh Trang, con xin được gửi đến quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như là tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Thắp hương bái Phật mỗi mùa du lan, cho con cài áo hoa hồng thắm hôn lên dần trang đem màu nắng, ôm đôi vai gầy nắm chặt bàn tay sám chai, xin để cho con giúp mẹ mặc áo giao chẳng điện hút ngàn trầm nhang, đang tay quỳ gối con cầu khấn Quan Âm nhỏ phương thông cỏ trắng, cho con có mẹ sớm chiều viếng thăm đỡ đần. Mẹ xuôi lên đến giữa dòng đời trôi, còng lưng tóc trắng da bụi đôi chân trần, mẹ gánh đời con. Mẹ ơi con thương cánh cò nỉ non, hy sinh cả đời vì con, rồi nay chẳng yêu dai mòn nghe chuông sao trong lòng, xin để cho con mẹ đêm nay đến khi biển cạn non mòn, mẹ đời vui là thấy hoa nở thắm, mẹ vui mẹ khoe con mừng lắm, biết đâu là rung gió bay lên trời.
rét lạnh vẫn luôn âm xuôi, lên đến dưới dòng đời trôi, còng lưng tóc trắng da muôi, đôi chân trần mẹ gánh đời con. Mẹ ơi, con thương cánh cò nỉ non, hy sinh cả đời vì con, rồi nay chân yếu dai mòn nghe chuông. Đừng xa con, người ơi đừng để mi mẹ ước, mẹ đi hãy dõi theo từng bước, để không khóc hơn lỡ mai mẹ bay lớn. Người ơi đừng để mi mẹ ước, mẹ đi hãy dõi theo từng bước, để không lần thứ hai con được sư chủ trì giao duyên để con được về chùa để cúng dường lời ca tiếng hát cũng như được gặp gỡ quý vị. Rất là cảm ơn những sự hiện diện của quý vị tới tận giờ phút, những giờ phút gần cuối chương trình rồi quý vị vẫn ngồi lại im lặng để mà nghe lắng nghe các cô chú anh chị ca nghệ sĩ hát. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Đây, đây là sao xô hát. Sao chị? Ai hát thì tự lấy tay cầm vô. Lấy cái lá giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi chị ơi? Thôi em cái giờ rồi. Dạ, cầm cái tay vô luôn đi. Cầm luôn, chút nữa ăn xong rửa. Ăn đây ạ. Mấy giờ? Cái nào cũng phải ăn rửa mà. 11 giờ rưỡi. Người ta nói lại không đọc phộng chứ không phải đậu đen. Đậu phộng hả? Đậu phộng hả? Đậu phộng, đậu phộng. Chào. Rồi còn hai cái thấy ăn miếng này. Ngon quá. Nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Nó có cái sắc dừa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa chị ăn mà chị không nhận ra. Cổ qua máy tay cho rồi. Em nào cũng sẽ có, đừng ngon. Trời. Nhăn nhở hoài. Không muốn kệ má luôn. Trời. Tụi con gái. Không để kiếm gái đúng không? Trời ơi, con 50 tuổi vậy con. Rồi. Sẵn tụi cô. Thôi. Đâu. Hết cá rồi. Vẫn có người 60 tuổi cái bầu đó cô. Ai ăn. Để này để cầm nè. Cái đó là cái trâu. Gần gần trên mạng luôn. Trộn trong nếp nè. Người ta đập lại người ta trộn vào đây. Ta đập. Đập nhuyễn ra. Ngọt hả? Đâu có ngọt mà. Mà đầy bánh nhìn nó chắc á. Dẻo. Uống nụ. Uống nụ. Kiểu như người ta gói cho thật là cứng rồi nó chặt. Nó dẻ cái bánh. Ủa là em có thịt ta?
chơi mà. Trời ơi, gì hơn. Nói về mua. Giờ cơm nó ngồi nha, chúng ăn bánh ăn cơm đâu có tầm đâu. Đâu có chỗ nào nữa. Không có thật cái. Đâu có bằng chay á. Lúc đó ông ăn. Cô phải lên chùa nãy cô đi ăn chừng. Ngồi chùm hớm giống nước luôn. Ăn bánh tét trong điều kiện ánh sáng lập lè. Ủa cái đó là chuối hả? Mấy miếng đỏ đỏ là chuối. Sao em không có? Có nhìn đó đó. Thì khi ăn vô mà không biết chuối. Hiện tại tụi em đang ở trên núi. Chua chua là chuối á. Ăn tiếp đi. Em ăn trong, ăn. Hồi nãy em ăn trong chùa rồi. Thế cục này cục đâu hồi ăn. Cái này nó lâu rồi. Nghe cái này nó mất kém rồi. Yêu nghiệt hãy tăng 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 em hôn phải chị bắt em hôn cổ liền đâu hả miệng ra nói cái này ủa mắc mớ gì vậy không chụp mắc hình không chụp không còn chụp cái thui này chụp luôn chị vô quay quá trời không nào lên trên vậy alo alo ủa có gì chưa có gì có cái hình ba chị trời có gì thảo. Bye bye nha. Ủa? Dạ bye bye gì? Còn hai cái rồi. Cầm đi phòng. Đi thôi. Nhìn một cục màu hồng. Bye. Bạn dễ nhìn mấy cái không biết nó là ai luôn. Vậy chiều ai ép mới ai nói mình đi bằng xe ôm để mình ở dưới đây để mình dưới đây trong túi mình để đầu má thả xuống đi má ơi ăn miếng trả miếng với nhì kia 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 cha mấy cô về nghỉ kìa đây lên xe đi làm cho tự gặp lại mọi người xem làm cho tự không có giỡn nè mấy cô nghỉ nha bye bye thôi. Chị có muốn em kêu chị ăn cô luôn không? Không. Không. Bye bye chị. Bye bye chị. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Này nè. Này nè. Mình lên trời ơi, bi quá.